tăng ham muốn cho phụ nữ, đặc biệt là tăng ham muốn cho phụ nữ sau khi sinh, tăng ham muốn cho phụ nữ vào giai đoạn mãn kinh, cách trị cái vấn đề lãnh cảm cho phụ nữ và giúp cho cuộc yêu của chúng ta nó mỹ mãn hơn, nó hoàn thiện hơn và nó mãn liệt hơn nhé. Và dòng sản phẩm tăng cường sinh lý nữ đầu tiên mà Kiều Anh muốn giới thiệu đến tất cả mọi người trong video ngày hôm nay, đặc biệt là dòng sản phẩm này dành cho các anh nam giới, kích thích cho các chị phụ nữ của chúng ta ha, đó chính là dòng sản phẩm nước hoa kích dục Ellen Anden. Đây là cái dòng tinh dầu nước hoa Pháp mang lại cái hương thơm rất là quyến rũ và cuốn hút cho người phụ nữ, đặc biệt là nó sẽ tạo thêm cái hưng phấn và tạo thêm ham muốn nếu như các anh sử dụng trong cái vấn đề phòng the của mình thì nó rất là hiệu quả ha. Thì những ai muốn mua được cái dòng sản phẩm tinh dầu nước hoa Pháp Ellen Anden này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Kiều Anh Shop qua số hotline trên màn hình 0933 960 833, và các anh chỉ cần nói là các anh muốn mua tinh dầu nước hoa Pháp, nước hoa Pháp hoặc là nước hoa EA thì Kiều Anh sẽ biết chắc chắn đây là dòng sản phẩm này rồi ha. Và dòng sản phẩm tinh dầu nước hoa Pháp Ellen Anden này là một trong những dòng sản phẩm dẫn đầu trên thị trường hiện nay, trong top những dòng nước hoa mà kích thích cho các chị em phụ nữ. Bởi vì sao? Dòng nước hoa này nó có một cái mùi hương rất là quyến rũ, rất là thu hút các cánh các khoa yếu của chúng ta ha. Và khi các anh mình sử dụng cái dòng nước hoa này lên cơ thể của chúng ta đó, nó sẽ tạo ra một cái mùi hương rất là riêng biệt, rất là cuốn hút, đảm bảo người phụ nữ nào ngửi thấy cái mùi hương này họ cũng sẽ chú ý đến anh đầu tiên cả đó. Bởi vì cái hương thơm là một cái yếu tố rất là quan trọng, nó thu hút cái ánh nhìn của khác phái đối với các anh ha. Và khi mà các anh sử dụng trong phòng the thì bắt đầu cái hàm lượng pheromone, hay còn gọi là cái thành phần kích dục, nó sẽ bắt đầu hoạt động và nó sẽ kích thích thông qua khứu giác của các chị em phụ nữ và sẽ kích thích cho cái cơ thể tiết ra nhiều hormone sinh dục hơn. Và khi hormone được tiết ra nhiều hơn thì nhu cầu của các chị em phụ nữ sẽ tăng cao là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là cơ thể của họ sẽ có những cái biểu hiện như là nóng lên, cảm thấy bồn chồn, khát nước, bầu ngực họ thì căng cương cứng lên và bắt đầu phần hạ bộ sẽ tiết ra nhiều chất nhờn, nhiều nước hơn. Đó, thì đó là những dấu hiệu mà đảm bảo cho họ là dễ dàng vào cuộc yêu hơn. Đó, và đây là một cái bí quyết phòng the mà hiện nay ở trên thế giới, đặc biệt là ở phía bên châu Âu, họ sử dụng rất là nhiều và hầu như là lần nào họ quan hệ họ cũng đều sử dụng cả. Đó, bởi vì căn bản người phụ nữ họ đã rất yêu thích cái mùi hương, họ cảm nhận mùi hương là một cái sự quyến rũ, một cái sự lãng mạn, một cái không khí lãng mạn, một cái sự sạch sẽ ha. Đó, đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai, nước hoa này còn gọi là nước hoa kích dục nữa, thì chắc hẳn cái sinh lý của họ sẽ thay đổi rất là nhiều khi họ ngửi được cái mùi hương này ha. Và các anh nam giới nào mà mình tâm lý một xíu đó, mình chỉ cần xịt tầm 2-3 hơi cho trước mỗi lần quan hệ, tầm 5-10 phút đó, chúng ta xịt trực tiếp lên cơ thể của chúng ta đó, vào vùng cánh tay này, ở vùng cổ, vùng gáy, một xíu lên tóc, thì chắc chắn người phụ nữ đó sẽ không thể nào thoát khỏi cái lưới tình của các anh ha. Và đây là sản phẩm thứ hai mà Kiều Anh muốn giới thiệu đến tất cả các chị em phụ nữ của chúng ta. Và dòng sản phẩm tăng cường sinh lý nữ này sẽ dành cho những chị em phụ nữ nào đang bị rơi vào tình trạng lãnh cảm, không còn ham muốn sau khi sinh, đặc biệt là các chị em sau khi sinh đó, hormone tiết ra ít hơn nè, cảm thấy khô khan, khô rát và không còn hứng thú, không còn ham muốn trong chuyện quan hệ nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái dòng mạnh hơn ha, Sephuter. Cái dòng sản phẩm này là thuốc kích dục dạng nước, không màu, không mùi, không vị, đến từ Mỹ. Và với cái dòng sản phẩm thuốc kích dục này, nó sẽ giúp cho cái hormone của người phụ nữ tiết ra một cách nhiều hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Đồng thời nó sẽ kích thích cho cái hưng phấn và cái ham muốn của chị em phụ nữ tăng cao lên nhờ cái việc hormone tăng cao đó. Và dòng sản phẩm cực kỳ dễ sử dụng luôn. Nếu như các chị em phụ nữ của chúng ta tự mua về sử dụng thì chúng ta sẽ uống trực tiếp luôn. Một chai như vậy chúng ta sẽ dùng được trong vòng 2 lần ha. Còn đối với những anh nam giới nào mà muốn kích thích cho người phụ nữ của chúng ta một cách bí mật để cho người phụ nữ tăng ham muốn lên á, thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cách là pha vào các dạng đồ uống này, như là
nước suối, trà sữa, nước dừa hoặc là cơm, canh, bún, đó, vân vân. Tất cả các loại thức ăn đồ uống nào chúng ta cũng đều có thể pha cái dòng xếp filter này vào được, bởi vì nó thiết kế ở dạng không màu, không mùi, không vị. Bởi vậy ăn pha vào bất kỳ đâu cũng không bao giờ bị phát hiện ra ha. Và sau khoảng thời gian sử dụng tầm 5 đến 10 phút thôi, và các anh nam giới của chúng ta chủ động kích thích, chủ động mơn trớn, chủ động thân mật với người phụ nữ, thì chắc chắn thuốc sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Và một lần sử dụng như vậy nó sẽ kéo dài trong khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ, giúp cho người phụ nữ của chúng ta ham muốn nó tăng cao và tăng đột ngột lên đó. Và dòng sản phẩm này cực kỳ lành tính ha, không có dị ứng hay là kiêng cự bất kỳ một cái vấn đề nào hay là một cái loại tình trạng bệnh tình nào cả đó, nên mọi người có thể an tâm sử dụng. Và dòng sản phẩm sử dụng cho phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đó, và bất kỳ lứa tuổi nào, tình trạng bệnh nặng hay nhẹ, chúng ta đều có thể sử dụng xếp filter để tăng cái ham muốn và tăng hưng phấn hơn cho cuộc yêu của mình nha. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc, các anh hãy liên hệ trực tiếp với Kiều Anh Shop qua số hotline 0933 960 833, địa chỉ làm việc 29 đường A4, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta sẽ có những thông tin chính xác, chi tiết và cụ thể hơn về tình trạng sinh lý của mình. Và Kiều Anh sẽ đưa ra những cái phương thuốc giúp điều trị tận gốc cũng như là tăng cái khả năng phòng the của các cặp đôi lên nha.